Rượu và cát chặt xanh. Vika lapho chana. Vê ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự an sai giờ. Na cha ghi ta qua đi ta quy su ca đa san nam ma la gan tha vi lê va na tha san nam ang đà na vi phu sát đa tha na vệ ra ma ni sức khả ba đăng sa ma đi gia mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự mua hát thổi kèn đờn xem mua hát nghe đờn kèn trang điểm thơ vật thơm phân và đeo trạng hoa uất cha sa ya na ma ha sa ya na vệ ra ma ni sức khả ba đăng sa ma đi gia mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp y măng ác thần ca sấm mặn na ca tăng bích tháp bình nhã tăng u bồ sát thần y mạnh cha ra tình y mạnh cha đi qua sang sầm mà đề qua a thi ra khi tâm sầm mà đi gia mà chúng con xin thọ trì bát quan trai giới tròn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trong ngày nay và đêm nay mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Imani atthasaranyani upo satasi lavasena iman charating iman chadivasang sa thukang katoang apamadena samarakitapang. Thưa Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải ráng quen giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phàn tê và chúng con xin vâng. Silena sugatin yanti, silena phokasambhadayin, silena niputin yanti tasmai, silang viso thayem. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới được giàu sang, cũng nhờ dị giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dị giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhơ. Xa thu lành thai ua ta mang ghê na quanh đê hăng ba đa phạn sum và ruột ta mang bua thể vô khai đi tâu đâu sơ bua thâu khai mà tu tăng mà mang ua ta mang ghê na quanh đê hăng thầm anh cha đu quy thăng qua răng thầm mê vô khai đi tâu đổ sâu thầm mô khai mà tu tăng mà mang ua ta mang ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đu quy thô ta mang sẵn khê vô khai đi tâu đổ sâu sẵn khô khai mà tu tăng mà mang. Thích gia chẳng gan tha sinh tham ăn tu sinh tham ăn tu sinh tham ăn tu ý đăng pha lăng e ta smin rất tân át tự giá smin sâm bá sai đà na chê ta xô cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Xa tu lành thai chữ thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều đông vương thần lực có nhiều động sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi
các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyền thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dày bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ đồ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thừa Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào huynh kinh và tất cả quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì đạo tràng cũng vừa đúng giờ. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời huynh kinh điều hợp chương trình học ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, kính mời huynh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Dạ, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni Tùng Lâm. Dạ, thành chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ ha. Ok. Dạ, kính mời hôm nay chúng ta bước vào một buổi học với bài mới, bài về 21 cảnh chúng ta đã đi qua được ha. Dạ, bước qua bài mới. Thì trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tấm tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadayami svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami sama sambuddhamatulam sasattam anuttamam abhivadayapasisang abhidhammasanghang. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Dạ, mô tha giá, nạc mô tham ma giá, nạc mô sa kha giá. Dạ, kính thưa quý vị, dạ, hôm nay chúng ta có bài học mới, bài học trong cái cuối cùng của cái phần về nói về các pháp phân biệt, các loại pháp linh tinh. Và chúng ta học về cái cuối là học về căn, gọi là vật bách thú sanh giá và căn vật phối hợp. Thì nay mời Sĩ Thực Quỳnh boss bài mới để cho quý vị cùng nhau lên đọc để chúng ta tạo thêm được nhiều phước báo. Dạ, một à dạ một thầm mạnh rồi, xin mời tất cả quý vị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, không biết đạo tràng có nghe. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết, con kính lễ ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy kinh. Kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Dạ, bây giờ con cũng xin đọc trước cái máy con nó lôi thôi. Để lát con sợ là nó không có đọc được. Dạ, con xin phép đọc ạ. Đoạn 1. Quách thú săn gá hồ, toát yếu về căn vật. Quách thú săn gá hề, quách thù ní nà má chắc khú sô tá.
khà ná chiều hà cà giá há đá giá quách thú trà tí chấp bí thà ní phá hoàn tí. Trong tóm lược về những căn trú vật có sáu loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệp, thân và ý vật. Ta ní ca má lô kề sắp ba ní bí láp phàn tí rù bá lô kề bá ná khà nà đích bá dằn nát thí á rù bá lô kề bá ná sắp bà ní bí ná sằng quýt chàn tí. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm mù vân vân đều nằm trong dục giới, nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ thiệp và thân, trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tát tha bành cháu huynh nhà na thà tú dồ giác tha giác thác cá mặn ê can tê na bành chá bà xà cá quách thù ní nít xà dề quá bá quách tành tí bành chá đòa ra quách chá ná xâm bá tích chá xanh cà tá bá ná má nồ thà tú chá há đá dằn nít xài dề quá bá quách tành tí. Tá thà á quá xề xà bá ná má nồ huỳnh nhà ná thà tú xăng khà tá chá sàn tì ra ná má hà quý bà cá bá tí khá quá giá bá thá má mắt giá há xá ná rù bà quá chá rá quá xề ná há đá dằn nít xà dề quá bá quá tành tí. Nơi đây, năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhãi sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn trú cho năm thức ấy. Nhưng ý giới, tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cùng thế ấy, những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiếu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc tùy thuộc nơi ý căn. Và như vậy hết, con xin trả mít lại cho đạo tràng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính kính chào thầy kinh, kính chào quý anh chị trong đầu tràng. Cảm ơn chị Netta và Thiên Vũ cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc tiếp đoạn 2 ạ. Awa se sa kusa la kusala kriya nuttara wa se na pana nissaya wa anissaya arupa vipaka vasena hadayang anissa yevati. Những loại tâm còn lại, dầu thiện
bất thiện, di tác hoặc siêu thế, đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Chawatthu nissita kame satta rupe chatupitha tiwatthu nissita rupe tha tha teka nissita mata te chatta lisa lisa nissaya dwe chatta li Nisa Javare Nisaya Cha Anisaya Paka Rupa Anisitati. Phải nên hiểu rằng trong dục giới bảy phần tâm, năm thức cộng kháng ngũ môn cộng ý thức giới tùy thuộc nơi sáu căn. Trong sắc giới bốn nhãn, nhãn thức, nhĩ thức, ý giới, ý thức giới tùy thuộc nơi ba căn nhãn, nhĩ và ý căn. Trong vô sắc giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm, ý thức giới, không tùy thuộc nơi căn nào. 43 loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn. 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. À, 38 pháp hạnh phúc. Uttassa loka thamme hi cittang yassa na kambati so kang virachang khe mang e tang mang galamuttam mang ti. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. My infun nirepo to temptation sorrowlessness freedom from mental defilement highest happiness. Dạ, con đã trả lời bài xong ạ. Dạ, con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Xin mời vị. Dạ. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã bắt bài. Dạ, kính mời bằng tay đạo tràng. Nếu mà không có vị nào đưa tay thì kính mời thầy kinh. Dạ, dạ mời Nguyên Như. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Dạ, con xin kính chào thầy kinh. Dạ, Nguyên Như xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cô, cái máy nó cứ đá con ra quyết riết, thành ra con đang bò vô. Quát thứ xăng gá hồ, toát yếu về cằn. Quát thứ xăng gá hề, quát thù ní nà má chắc, khú sô tá khà, ná chiều hà, cà giá há đá giá quát
thu trà tí chấp bí thà lý phá hoành tí. Trong tóm lược về những căn trú vật có 6 loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật. Tà ní cà má lồ kề sắp bà ní bí lắp phành tí rù bá lồ kề bá ná khà nà đích tá dằn nắp thí á rù bà bá lồ kề bá ná sắp bà ní bí ná sằn quýt chành tí. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm mù đều nằm trong dục giới, nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ thiệt và thân, trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tá tháp bành chá huỳnh nhà ná thà tú dồ giá thắt khà nằng ê cành tề ná bành chắp bá xà tá vách thù ní nít xài về quá bá vách tành tí. Bành chá đòa rà quách chá ná sầm bá tích chá ná sằng khà tá ná má nồ thà tú chá há đá dằn nít xài về quá bá vách tành tí. Ta thà á quá xề xà bá ná má nồ huỳnh nhà ná thà tú sằn khà ta chá sằn tì ra ná má hà quý bà cá bá tí khá đá giáp bá tham má mắt gá há sáng ná rù bà quá chá rá quá xề ná há đá dằn nít xài về quá bá quá tần tí. Nơi đây, năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhạy, sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn trú cho năm căn thức ấy, nhưng ý giới tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cùng thế ấy, những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiểu sanh, tiểu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới tùy thuộc nơi ý căn. Dạ con đã đọc xong, dạ con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Dạ thưa con chào nguyện ạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Huỳnh, cô Metta, cô Trần Đạo và sư Thiên Vũ để cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài. Đoạn 2. Awase sa kusala kusala kriya Nuttara vase napana nisa yawa anisa ya arupa vipa kawase nahadayang anisa yewa ti
Những loại tâm còn lại, dầu thiện, bất thiện, duy tác hoặc siêu thế, đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Chawatthu nisita kame sattaru pe chatupita tiwatthu nisita rupe tha tuệ ca nisita mata tệ chất tà ly sa nisa ya đuệ chất tà ly sa trà quá rì nisa ya cha anisa ya pa ca rupa anisita tí. Phải nên hiểu rằng trong dục giới, bảy phần tâm, ngũ sông thức, cộng khén ngũ môn, cộng ý thức giới, tùy thuộc nơi sáu căn. Trong sắc giới, bốn, nhãn thức, nhị thức, ý thức giới, tùy thuộc nơi ba căn, nhãn, nhị, ý căn. Trong vô sắc giới, chỉ đơn giản có một thành phần tâm, ý thức giới, không tùy thuộc nơi căn nào. 43 loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn, 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn, những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. 38 pháp hạnh phúc. Futtassa lokatthame hicittang yassana kampati aso kang virayang khe mang e tang mang galamutta mang ti. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. My invulnerable to temptation, sorrowlessness, freedom from mental defilements, highest happiness. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con kính lãnh lễ ngài Trí Đức. Dạ con kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ con cảm ơn cô Metta, cô Nhật Quỳnh, dạ Thiện Vũ đã con cho biết từ tín hiệu. Dạ con xin đọc. Quát thú sằng cá hồ toát yếu về căn vật. Quát thú sằng cá hề Watthu nina machakuso takha nachiuha ka yahada yawat tucha tichap pitha nipawan ti. Trong tóm lược về những căn trú vật có sáu loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân và ý vật. Tà ni cà ma lô kề sắp bà ni bí lạp phàn ti rù ba lô kề ba ná khà nà tít ta dần ná thi a rù ba lô kề ba ná sắp bà ni bí ná sầm huyết tràn ti. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như căm mù, đều nằm trong dục giới. Nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ, thiệt và thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tát tha bành cha huỳnh nhà na thà tu dồ giá thắc ca mằng ề càn tề na bành cha bá xà đa quát thù đi nít xà về qua ba quát tàn
ti văn cha đòa ra vát cha na sam bát ti cha na sang kha ta ba na ma no tha tu cha ha da yang nít xà về qua ba quách tàn tí. Ta thà áo quá xề xà, ba na ma nồ huỳnh nhà, na thà tú sàng khà, ta cha sàng tì ra na ma hà, quý bà ca ba tí khao quá giá bát tha ma mắc, ca ha sa na rù bà, wa cha ra wa se na ha da yam ne sa ye wa ba wa tan ti nơi đây năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhạy sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn trú cho năm thức ấy nhưng ý giới tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi căn ý, nơi ý căn. Cũng thế ấy, những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiếu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới tùy thuộc nơi ý căn. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài cho con ạ. Dạ cảm ơn thầy Kinh. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mít ạ. Mến chào đạo tràng, niệm từ ơi, có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Niệm từ có đọc bài không? Cho Nhục Quỳnh một tín hiệu niệm từ ơi. Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn Nguyên Trang, cảm ơn niệm từ. Dạ mời bàn tay người đẹp ạ. Cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá, con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ thầy kinh, và con kính chào đạo tràng, và con đọc bài hả sức mình. Dạ. Dạ. Chá vách thù ni sĩ tà, thà mê sắc ta lưu bề cha túc pi thà ti vắt thù nít si ta lưu bề thà tuệ ca nít si ta ma ta tề chất ta li sa nít sa ya tuệ chất ta li sa cha wa rê nít sa ya cha anít sa ya ba ca lưu bà Anisita ti. Phải nên hiểu rằng trong dục giới, bảy phần tâm năm thức kháng ngũ môn, ý thức giới tùy thuộc nơi sáu căn. Trong sắc giới, bốn nhãn thức, nhị thức, ý giới, ý thức giới tùy thuộc nơi ba căn nhãn nhị ý căn. Trong vô sắc giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm ý thức giới, không tùy thuộc nơi căn nào. 43 loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn, 42 phát sanh không tùy thuộc
hoặc tùy thuộc nơi một căn, những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. Ba mám pháp hạnh phúc. 35. Phút tá xá lô cách thăm mê hí chích tăng giá xá ná cầm bát tí sô cầm quý ra chẳng khề măng ê tăng măng gá la mút tá măng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. My invulnerable to temptation, sorrowlessness, freedom from mental defilement, highest happiness. Dạ, con đã đọc xong. Con có sai, xin thầy sửa lại giùm con ạ. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy nhé. Dạ, còn vị nào chưa đọc thì xin mời bằng tay. Thiện Vũ đọc bài được không Thiện Vũ? Thiện Vũ có chút máy không? Dạ, cảm ơn chị Bách Tai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, trong khi chờ đợi, dạ Nhật Quỳnh xin đọc, nếu vị nào đưa tay thì xin đọc phần 2. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, cảm ơn Miền Trang, cảm ơn Trần Đạo. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã đi rồi cho bài học Nhật Quỳnh. À, Thiện Vũ. Thiện Vũ nghe phải không? Thiện Vũ có đọc bài không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhật Quỳnh nhường mic cho. Dạ, Thiện Vũ. Thiện Vũ có thì Thiện Vũ đọc phần 1 đi, Nhật Quỳnh đọc phần 2 cũng được. Rồi chắc là mình kết thúc. Nhật Vũ ơi, được không? Cho một tín hiệu Nhật Quỳnh nhường mic nha. Rồi mời Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Chi Đức, kính chào thầy Kinh và kính chào các đạo hữu. Con xin đọc đoạn 1 ạ. Vát thú sang gà hố, tác yếu về căn vật, vát thú sang gà hế, vát thù ní, nà má chắc khú, sổ tá, khà ná, chíp ha, cà giá, há đá giá, vát thú trà tí, chát tít. Chá tít thà ní, phá vàn tí. Trong tóm được về những căn chú vật có 6 loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật. Tà ní, cà má lô khề, sát tà ní, thí, lắp phàn tí, vù phá lô khề, thá ná, khà nà bít, thá răng, nát thí, á rù, phá lô khề thá ná, sắp phà ní, thí ná, xăm viết chằn tí. Tất cả các loại này cũng vậy. Ngoại lệ như câm, mù đều nằm trong dục giới. Nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ, thiệt và thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Ác thá, thần trá, vinh nhà, ná thà, thú dố. Giá thác cá măng, ê khanh thề ná thành giá, bá xa giá, bát thù ní, ní xa dề vá, bá bát thàn ní tí, bá bát thàn tí, thành giá thoa hoa, bát chá ná, xăm thác tít chá ná, xăn thà tá, thá ná, má nụt thà thú chá, há đề rằng nít xá dề và tá vát thành thí tá thà á vát xê xà thá ná má nô vinh nhà ná thà tú sang khà tá chá sang tì rá vá má hà phí phà cá tá tí khà vá giá tá thá măng mắc giá hát xá ná vù phà bá chá ná bá xề ná há đá văn nít xà dều bá phá vách thành tí. Nơi đây năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc
nơi năm nhạy sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn chú cho năm thức ấy, nhưng ý giới tức ngôn hướng tâm và hai tiết thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cùng thế ấy, những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sinh với thân, tâm sơ đạo, tiếu sinh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới tùy thuộc nơi ý căn. Dạ, con xin thầy sửa cho con ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn thiện hữu. Minh Quang nãy giờ Nhục Bình thấy chạy ra chạy vào. Quang ơi có đọc bài không cho Nhục Bình một tín hiệu Quang ơi. Dạ, cảm ơn thiện hữu, cảm ơn Châu Nguyễn cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Dạ, còn vị nào đọc bài không cho một tín hiệu đi. Dạ, giờ không thấy cái bàn tay xinh đẹp nào hết. Dạ, Nhục Bình xin phép được trả bài đoạn 2. Awase sa ku sa la ku sa la kri ya nuttara wase na bana nissa ya wa anissa ya a rupa viba ka wase na hada yang anissa ye wa ti. Những loại tâm còn lại dầu thiện bất thiện duy tác hoặc siêu thế đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Cha quát thù nishita ca mê sát ta rù bê cha tức bi thà ti quát thù nishita rụp bê tha tuệ ca nít si ta ma ta chê ta ta đi sa nít sa ya đề cha ta đi sa cha qua rê nít sa ya cha nít sa ya ba ca rup ba a nít si ta ti. Phải nên hiểu rằng trong dục giới bảy phần tâm, năm thức cộng kháng ngũ môn cộng ý thức giới tùy thuộc nơi sáu căn, trong sắc giới bốn nhãn thức, nhị thức, ý giới, ý thức giới. Ủa, Nhục Bình thiếu đoạn 2 hả quý vị? Nhục Bình nhớ Nhục Bình đọc đoạn 2 mà A quá xe ca xa mà gì thiếu hả? Thiếu mình đọc lại. À, tại bố không đọc à? Dạ, cảm ơn. Thôi để Nhục Quỳnh đọc lại. Dạ. Nhục Quỳnh thấy tâm pháp vào đạo tràng, tâm pháp có nghe được không? Dạ, không biết sao nữa. Nhục Quỳnh đốt nhưng mà mình vẫn đọc mà không biết sao có người lại không nghe. Dạ, không sao. Nhục Quỳnh đọc lại, tốt thôi. Đọc nhiều tốt. Dạ. Đoạn 2, tại Nhục Quỳnh không có đọc chữ đoạn 2, không biết sao. Đoạn 2. Awase sa kula sa kula kri ya Nuttara vase đạt bạc nạ nissa yawa anissa yak arut bawi ba kawase na hadat yang anissa ye wa ti. Những loại tâm còn lại dầu thiện bất thiện di tác hoặc siêu thế đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Cha quát thù nít si ta ca mê sát ta rù bê chất tút phi thà ti quát thù nít si ta sụp bê thà tuệ ca nít si ta mát ta tề chát ta lì sa nít sa gia đề chát ta lì sa cha quá rê nít sa gia chát nít sa gia ba ca sụp bà anisita tích. Phải nên hiểu rằng trong dục giới bảy phần tâm, năm thức cộng kháng ngũ môn ý thức giới tùy thuộc nơi sáu căn, trong sắc giới bốn nhãn thức,
nhị thức, ý giới, ý thức giới, tùy thuộc nơi ba căn nhãn, nhĩ, ý căn. Trong vô sắc giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm, ý thức giới, không tùy thuộc nơi căn nào. 43 loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn. 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc nơi căn nào. 38 pháp hạnh phúc. Pháp 35 phút ta sa lơ ca tham mê hi chít tăng và sanh cầm bất tích sở căn vi ra chẳng khệ măng ê tăng măng ga la muốt ta măng. Tuy khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh cảm ơn đạo tràng nhắc nhở Nhật Quỳnh. Dạ, bây giờ thì hồi nãy Nhật Quỳnh thấy. Dạ, cảm ơn Quỳnh Kinh. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Nhật Quỳnh thấy Tâm Pháp. Tâm Pháp ơi, Tâm Pháp có đọc bài được không? Bên Tâm Pháp có khuya lắm không? Có cầm mic được không Tâm Pháp? Alo, Tâm Pháp có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Tâm Pháp giao trễ. Thì mời Tâm Pháp đọc nguyên bài luôn đi. Rồi đi ngủ sớm. Tâm Pháp đâu rồi? Cầm mic được không? Cười. Tâm Pháp ơi, Tâm Pháp ơi. Mất tiêu rồi, đi ngủ luôn. Tại vì bên Tâm Pháp kia lắm đâu quý vị. Vô đạo tràng đã 1 giờ đêm rồi đó. Dạ. Tâm Pháp ơi, Tâm Pháp ơi. Vậy là không có thèm rồi. Không có thèm đọc rồi. Đi về là đuối rồi. Dạ, thôi bây giờ thì đạo tràng còn vị nào nữa không? Vị nào chưa đọc thì xin mời bằng tay quý vị ạ. À. Ngủ rồi luôn rồi. Dạ, chắc đi ngủ luôn rồi. Dạ. Về đuối. Dạ, kính mời Huynh Kinh trả lời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ, kính mời Huynh. Dạ, nam mô Bụt Tha. Dạ, xà thứ ha. Hết ai đọc ra giờ chắc phải nhờ một người đọc từ đầu tới cuối lần để cho quý vị dò lại lần nữa cho nó suôn sẻ từ đầu tới cuối ha, cho các bạn và các bạn học chúng ta biết được cái nội dung của nó. Thì giờ chắc nhờ Nguyễn Như, Nguyễn Như đọc từ đầu tới cuối luôn, xong chúng ta bắt đầu bước vào học. Rồi đọc từ từ nha, đọc rõ ràng cho mọi người theo dõi. Rồi xin mời. Nhất mô Bức Thầy Giá. Dạ, Nguyên Như tuân lệnh thầy kinh ạ. À. Dạ, con xin mời cô Nhật Quỳnh post bài dùm cho Nguyên Như ạ. À. Sa thú cô. Đoạn 1. Vách thú sằng gá hồ. Vách thú sằng gá hề. Vách thù ní nà má chắc khú sồ tá khà ná chiều hà. Cà giá há đá giáo vách. Thú trà tí chấp bí thà ní phá hoành tí. Trong tóm lược về những căn trú vật có 6 loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật. Tà ní cà má lồ kề sắp bà ní bí lắp phành tí rù bá lồ kề bá ná khà nà đích. Tá dằn nách thí á rù bá lồ kề, bá ná sắp bà ní bí ná sầm quýt trần tí. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm, mù đều nằm trong dục giới. Nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ, thiệt và thân, trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tha bành chá quỳnh nhà ná thà tú dồ, giá thắt cà nằng, ê cầm tề ná bành chấp bá xà đá quách, thù ní nít xà dề. Quá bá quách tành tí. Bành chá đòa rà quách, chá ná sầm bá tích, chá ná sằng khà, tá ná bá má nồ thà, tú chá há đá dằn nít xà dề. Quá bá quách
tần tí. Tát thà áo quát xê xà bá ná má nô huỳnh nhà ná thà tú sẵn khà tá chá sẵn tì rá ná má hà quý bà. Cá bá tí khá quá giá bá thá má mắc gá há xá ná rù bà quá chá rá quá xê ná há đá dặn ní xà dề ná bá quát tần tí. Nơi đây, năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhạy, sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn trú cho năm thức ấy. Nhưng ý thức giới, tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thọ tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cùng thế ấy, những thành phần tâm còn lại bao gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiếu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới, tùy thuộc nơi ý căn. Đoạn 2. Á quá xê xà cú xá là cú xá lá khí già nút tá rá quá xê ná bá ná nít xà giá hòa á nít xà giá à rút bá quý bà cá quá xê ná há đá dằn á nít xà dề hòa tí. Những loại tâm còn lại, dầu thiện, bất thiện, duy tác hoặc siêu thế, đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới, không tùy thuộc nơi ý căn. Cha vát thù nít xí tà cà mề sách tá rù bề cha túc bí thà, tí vát thù nít xí tà rút bề thà tuệ cà nít xí tà mát tà. Tề chắc tà lì xá nít xà giá đuệ chắc tà lì xá trà quá rề nít xà giá chá á nít xà giá bà cà rút bà á nít xí tà tí. Phải nên hiểu rằng trong dục giới, bảy phần tâm, năm thức, cộng kháng ngũ môn, cộng ý thức giới, tùy thuộc nơi sáu căn, trong sắc giới, bốn, nhãn thức, nhĩ thức, ý giới, ý thức giới, tùy thuộc nơi ba căn, nhãn nhĩ ý căn, trong vô sắc giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm, ý thức giới, không tùy thuộc nơi căn nào. Bốn mươi ba loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn, 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn, những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. 38 pháp hạnh phúc. Phu ta sa lô ca thầm mê hi chít tăng giá sanh cầm ba ti a so cần vi ra chẳng khê măng e tăng măng gà la múa ta măng ti. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. My invulnerable to temptation, sorrowlessness, freedom from mental defilements, highest happiness. Dạ con xin kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài cho con. Dạ con xin dâng mic lại cho thầy Kinh ạ. Sao à, cảm ơn Nguyên Như. Đọc Bali tốt ạ. Đọc tiếng Việt nên nó trật nó chết chứ. Bali đọc tốt là cái Việt trật. Ý giới đọc thành ý thức giới. Rồi ngủ xong thức đọc là năm thức chắc ngủ luôn quá. chưa được bây giờ hai người đọc lần chót nha, đọc hai người đọc cái đại đoàn đặc kỳ quá. Giờ Nguyên Trang đọc đoạn một, Châu Nguyễn đọc đoạn hai, rồi đọc cho nó kỹ lưỡng rồi mình kết thúc mình vô học luôn ha. Hai người chuẩn bị nha, mời Nguyên Trang trước. Rồi, tới
Nam mô Bố Thầy giá, dạ. Dạ con Nguyên Trang, thêm một lần nữa con kính lĩnh lễ ngài Trí Đức, và dạ, kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con xin đọc bài ạ. Chỗ bài này khó thầy, có mấy chữ nó quá dài đi thầy. Đọc cặp cặp như dễ hơn thầy. Dạ con xin đọc bài. Quát tu sằng cá hồ, toát yếu về căn vật. Quát tu sằng cá hề, quát thù ni nà ma chắc khu sô tác khà. Na chiều hà, cà gia ha đa gia quát thu trà. Thu trà tí chấp bí thà, ni phá hoàn tí. Trong tóm lược về những căn trú vật, có sáu loại là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật. Tà ni cà ma lô kề sắp bà, ni bi lắp phần, tí rù ba lô kề, ba na khà nà tít ta dầm, na thi a rù ba lô kề, ba na sắp bà ni bi nắp sầm, quýt chàn tí. Tất cả những loại này cũng vậy, ngoại lệ như câm mù đều nằm trong dục giới, nhưng trong sắc giới không có ba căn tỷ thiệt và thân. Trong cảnh vô sắc giới không có căn nào. Tát tháp bành cha quỳnh nhà na thà tu dồ gia thắc ca mằng ê càn tề na bàn cha pa xà đa quát thù ni ni xà dề qua ba quát tàn tí bàn cha đòa rà quát cha na sầm bát tí cha na sàng khà ta ba na ma nô thà tu cha ha đa dầm ni xà dề qua ba quát tàn tí. Ta thà awa se sa banamano win nhà na thà tu sằng kha ta cha sằng ti rana maha vi ba kapati kawaya pathamak. Con đọc lại chữ này nhé, trụ cái này là dạ con đọc lại. Santi Rana Maha Vipa Kapati Kawaya Pathama Mak Gahasana Rupa Vachara Vase Nahadayang Nisaye Vapavatanti. Nơi đây năm thành phần của ngũ song thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhạy sắc thần kinh của bộ phận tương ứng làm căn trú cho năm thức ấy, nhưng ý giới tức ngũ môn hướng tâm và hai tiếp thâu tâm tùy thuộc nơi ý căn. Cùng thế ấy, những thành phần tâm còn lại gồm tâm quan sát, tâm đại quả, hai loại tâm đồng phát sanh với sân, tâm sơ đạo, tiếu sanh tâm và những loại tâm thuộc sắc giới tùy thuộc nơi ý căn. Dạ, dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài ạ. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ con xin xuống bếp trà mời Châu, mời em Châu nha. Nam mô Bố Thầy giá, nam mô Thầm Mà giá, nam mô Sang Khà giá. Và một lần nữa con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin cảm ơn mọi người đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 2. Đoạn 2. Awase sa kusala kusala kriya nuttarawase napananissa yawa anissa ya arupawipa kawase nahadayang anissa ye và tí. Những loại tâm còn lại, dầu thiện, bất thiện,
duy tác hoặc siêu thế, đều hoặc tùy thuộc hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm quả thuộc vô sắc giới không tùy thuộc nơi ý căn. Chawatthu nisita ka me sattaru be cha tupitha tiwatthu nisita rupe tha tuệ ka nisita mata te chatta li sa nisa ya đuệ chatta li sa cha ware nisa ya cha anisa ya pa ka rupa anisita ti. Phải nên hiểu rằng trong dục giới, bảy phần tâm, ngũ song thức, cộng kháng ngũ môn, cộng ý thức giới, tùy thuộc nơi sáu căn. Trong sắc giới, bốn, nhãn thức, nhĩ thức, ý giới, ý thức giới, tùy thuộc nơi ba căn, nhãn, nhĩ, ý căn. Trong vô sắc giới, chỉ đơn giản có một thành phần tâm, ý thức giới, không tùy thuộc nơi căn nào. 43 loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn, 42 phát sanh không tùy thuộc hoặc tùy thuộc nơi một căn, những tâm quả vô sắc phát sanh mà không tùy thuộc căn nào cả. 38 pháp hạnh phúc. Futtassa lokathamme hicittang yassana kambati asso kang virayang khe mang etang mangala muttamang ti. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. My invulnerable to temptation, sorrowlessness, freedom from mental defilements, highest happiness. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài giùm con. Con xin phép được xuống mic. Con kính dâng mic lại cho thầy ạ. Xà thú, xà thú không? À, rất là quan hỷ. À, bởi vì càng lúc càng đọc dữ dằn. Cao thủ, giờ cao thủ Bali hết. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài học. Hôm nay là chúng ta học về quách thú sàng gá, quách thú sàng rau, căn vật phối hợp. Ai làm MC đây? Ai làm thư ký? Cô Châu Nguyễn làm thư ký nha. Quách thú sàng gá, căn vật phối hợp. Rồi, cái chữ vás có nghĩa là chữ căn, chữ vás có nghĩa là trú ngụ. Trú ngụ là chỗ trú, trú ngụ. Đúng rồi, cái chữ quách thú thì ráp lại nguyên chữ là quách thú ha, là căn trú của giác quan, căn trú của giác quan, hay người ta còn gọi là vật ha. Căn trú quan hay còn được gọi là vật. Rồi, dòng mình ghi là sự khác biệt giữa vật và môn, sự khác biệt giữa vật và môn. Tại vì cái vật với cái môn này nó giống nhau, ví dụ như là nhãn vật hay là nhãn môn nó cũng giống nhau, nhưng mà nó khác biệt nhau là cái chỗ vậy. Gặp đầu dòng ha, vật á, là chỗ trú ngụ của tâm. Vật là chỗ trú ngụ của tâm. Hello, có nghe không? Rồi, vật là chỗ trú ngụ của tâm, tức là cái vật đó là cái chỗ mà để cái tâm nó trú, tâm nó nương đó. Chỗ nào mà tâm nó nương thì chỗ đó kêu là vật. Thấy không? Rồi môn á, môn là cửa, là đoa rá là cửa, môn là cửa để cảnh đi vào, môn là cửa để cảnh đi vào.
nó sẽ khác biệt ý nghĩa là như vậy ha. Môn và cửa để cảnh đi vào. Ví dụ nhãn môn là cửa nhãn, cửa mắt để cho cảnh sắc đi vào thì lúc đó kêu là nhãn môn. Nhưng mà nhãn vật tức là cái chỗ để cho thần kinh nhãn, chỗ mà để cho nhãn thức nó nương thì được gọi là nhãn vật. Thì hai cái ý nghĩa nó có sự khác biệt nhau rõ ràng ha. Nhưng mà là cũng là một thứ nhưng mà mình có những ý nghĩa dụng khác nhau. Chẳng hạn như giờ cô Nhật Quỳnh có vô room này thì có làm giống như là chủ room, nhưng mà cô qua room Pháp bên kia thì cô làm MC chẳng hạn, mỗi chỗ làm khác nhau, nhưng mà cũng là mình cổ thôi. Thì như vậy tôi thấy có sự khác biệt nha. Rồi giờ phân loại vật thì phân loại có sáu. Nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Sáu loại: nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ý vật. Đó là phân loại được có 6. Bây giờ mình xuống, mình ghi số 1. Nhãn vật. 1. Nhãn vật. Chắc thu vách thú. Nhãn vật ha. Chắc thu vách thú. Chi pháp 2. Thần kinh nhãn. Chi pháp thần kinh nhãn. Dòng ha. Tâm trú. Tâm trú 2. Là tâm trú cái nhãn vật các bạn. Tâm trú 2. Có hai tâm nhãn thức. Tâm trú có hai tâm nhãn thức. Tức là cái tâm mà nó trú ở cái nơi nhãn vật rồi đó. Thì có được hai tâm, tức là hai tâm nhãn thức. Hai tâm nhãn thức gì quý vị? Hello, nhãn thức gì đây? Nhãn thức thọ hỷ, hợp tà vô trợ. Nhãn thức thọ xả, hợp tà hữu trợ. Hai tâm nhãn thức nào đây? Cả nghe coi. Nhãn thức gì? Chưa đủ. Nhãn thức thị xã vô chợ vô môn. Không? Nhãn thức thị xã. Nhãn thức họ xả quả bất thiện vô nhân, rồi là một. Rồi thứ hai là nhãn thức họ xả quả thiện vô nhân. Ok, đó là hai nhãn thức ha, chứ không phải là nhãn thức họ hỷ. Rồi đó là nhãn vật. Chắc cứ quách thú mình có chi pháp và thần kinh nhãn và tâm trú ở nhà loại tâm và hai tâm nhãn thức và được nêu lên như vậy ha. Rồi số 2, nhĩ vật đây. Sô tấu quách thú nhĩ vật, sô tấu quách thú nhĩ vật. Rồi đúng không? Rồi xuống dòng chi pháp 2. Chi pháp 2. Là cái gì quý vị? Chi pháp 2. Nhĩ vật là cái gì? Hello.
Phi pháp 2 chấm. Thần kinh nhĩ, giỏi quá, quý vị giỏi quá. Xà thử, xà thử. Rồi. Tâm trú 2 chấm. Là gì đây? Tâm trú là gì đây? Tâm trú là tâm, tâm gì? Hai nhĩ thức, hai tâm nhĩ thức, xà thủ, xà thủ, hai tâm nhĩ thức, có xà bảo phiêu thiệt, rồi xà thủ. Dễ quá ha, dễ ợt ha, có gì đâu khó mà. Ai nói vì dự pháp khó nào, dễ ợt ha. đúng rồi, nhãn căn, nhãn vật nó đó. Dự vật cho nó có vẻ bình dân chứ, nó bình dị, dễ hiểu. Căng căng, căng thẳng quá. Được chưa? Rồi, tới số 3 là gì? Số 3. Số 3 là gì quý vị? Tỷ vật, đúng rồi. Sa thú tỷ vật. Kha nó quách thú tỷ vật. Kha nó quách thú. Chi pháp là gì đây? Chi pháp tỷ vật là cái mô chia rứa. Chi pháp tỷ vật là mô. Thần kinh tỷ, đúng rồi, quá đỉa, Thiền Vũ giỏi quá. Thần kinh tỷ, nguyên như thần kinh tỷ đúng không? Rồi, tâm trú là gì? Viết ra luôn. Tâm trú là hai tâm thiệt thức, đúng chưa? Hai tâm thiệt thức, thọ xả, đúng không? Nói tâm gì? Hai tâm thiệt thức, xả thú, không bị gạt, hay quá. Quá giỏi luôn. Tâm thức. Rồi, là tâm trú. Rồi, tới số 4 là gì đây? Gì vậy? Số 4. Thiệt vật. Thiệt thức thì thiệt vật. Thiệt vật chiêu hà quách thú, thiệt vật chiêu hà quách thú. Rồi, đúng không? Rồi, chi pháp là gì? Chi pháp là cái gì? Chi pháp là thần kinh thiệt. Chính xác, chính xác, 10 điểm, chính xác, thần kinh thiệt. Rồi, tâm trú là cái chi đây? Tâm trú. Tâm trú. Hai tâm thiệt thức luôn, hai tâm thiệt thức. Rồi, chính xác ha. Quá, xả thứ. Rồi, cái số 5 là gì? Số 5 là cái món gì đây? Năm thân vật cà gia quách thú, cà gia quách thú, đúng là thân vật. Khi luôn chi pháp là chi? Chi pháp là chi đây? Chi pháp là thần kinh thần, chính xác, thần chính xác luôn. Chi pháp thần kinh thần, chính xác. Rồi tâm trú, tâm trú. Hai tâm thần thức. Rồi, đúng vậy ha. Vậy chúng ta có là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật. Tức là có năm cái thao, năm vật ha. Rồi cái vật cuối cùng là vật thứ sáu. Và cái vật gì đây? Là thiệt vật hay gì đây? Là thực vật hay gì đây?
là thực vật ha. Thứ sáu là thực vật. Đó là gì? Ý vật xà thử quá dữ, cũng là quá dữ luôn. Ý vật à, nó giáo quách thú. Ý vật à, nó giáo quách thú. Rồi, ý vật là chỗ nương của ý ha, à, nó giáo quách thú. Chi pháp là gì? Chi pháp là chi. Ý vật chi pháp mà chi đây, tầng đạo là tâm, còn ai nữa không? Im ru hết rồi. tâm gì, tâm si hả? Tâm si này ý thức rồi giảng tuồn, tới đây là giảng tuồn. Nghe không? Cô Mê Ta đâu rồi, cô Nhật Quỳnh đâu rồi, cậu Nguyễn đâu rồi, Quyên Như đâu rồi, Niệm Từ, à đủ thứ chuyện, đâu cần đánh tiếng Việt đâu, đánh hỏi chữ người ta cũng biết rồi, đánh trật là biết liền, đánh trật là tự động biết. À, đó giáo quách thú chi pháp là chi mô rửa, đóng cửa đi ngủ đúng rồi, giảng toàn tới đây là cửa vừa, tới đây mà không biết nữa thôi, đó giờ học mấy năm trời, thôi chắc chết tôi luôn. Tự giận này, tự giận chắc là cô mấy ta đâu lại xíu đừng quên đâu lại mấy người cạo cõi im ru đây này. Quyên Như đâu lại? Chị thua hết hả? Chị thua hết hả? Chịu thua hết hả? Phương Trang lên tới 121 tâm luôn. 121 tâm luôn. Chết cha. Rồi tối nay là nguyên nhóm này phải phạt quỳ nhang hết, hoặc là phạt ngồi thiền tiếng hồ, phạt. Phạt tội này nặng rồi, phạt ngồi tiếng hồ đúng rồi. Thua chưa? Thua rồi cho cái bông lên coi, mấy kia nói ra luôn. Cắt cái trơn rồi đó. Gì đây? Thua. Sắc ý vật chứ có gì đó. Sắc ý vật. Hà nói trúng lời đó. Để gỡ điểm được. Sắc ý vật. Ý vật là chi pháp. Là sắc ý vật. Không được chưa? Trong sắc pháp có sắc y vật không quý vị? Có, thì đó, thì sắc y vật là y vật đó, là sắc y vật. Được chưa? Rồi ha, mà thì qua được nè, rồi tối nay bị phạt hết lắm nha. Tối nay tự tình nguyện ngồi phạt, ngồi thiện tiếng ngồi cho tôi. Rồi bây giờ tâm trú nè, cái này khó nè, tâm trú nè. Tâm trú. Giờ nãy mình học rồi, mình có là nhãn vật, mình có nhãn thức,
tỷ vật có tỷ thức, thiệt vật thì có thiệt thức, tỷ vật có tỷ thức, nhĩ vật có nhĩ thức, tỷ vật thức, thiệt thật vật thì có thiệt thức, và thân vật thì có thân thức. À, rồi bây giờ ý vật thì tâm trú là có những tâm gì? Ý vật là tâm trú là có những tâm gì? Tâm trú là có tâm gì? Nãy giờ có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là có chỗ trú rồi đó. Có chỗ trú hết rồi đó ha. Giờ là tới chỗ ý vật này thì tâm nào trú đây? Đang hỏi cái tâm trú này nguyên như nói luôn, đang hỏi cái tâm trú, tâm nào trú cái sắc ý vật này, nói cho đại quản nhé. Thần kinh là nó nhắc lại là suy nghĩ động não nha, là nhãn vật á, thì đã có nhãn thức rồi, có nhãn thức trú rồi, nhĩ vật thì có nhĩ thức trú, tỷ vật thì có tỷ thức trú, thiệt vật thì có thiệt thức trú, thân vật thì có thân thức trú, rồi vật ý vật thì cái gì trú? Ý thức trú, gần đúng. Và trừ năm cái từ cái ngũ sân thức này ra, còn lại tất cả là trú nơi sắc ý vật. Nãy năm thức có chỗ trú rồi, giờ dẹp ba đó ra, dẹp năm đó ra, thì tất cả những cái tâm còn lại thì được gọi là những cái tâm trú nơi ý vật. Là trừ ngũ sân thức ra là mình biết là tất cả các tâm, nhưng mà trừ ngũ sân thức ra thì giờ mình ghi là tất cả tâm trừ ngũ sân thức. Tất cả tâm trừ ngũ sân thức, trong ngọt đúng không ạ? Thư ký ghi chưa? Tất cả tâm trừ ngũ sân thức. Rồi, bây giờ ý vật có cái câu này, các bạn nói như vậy. Mình ghi cái câu này ra để mình biết. Văn ru băng nít xa giá, tức là có nghĩa là tâm nương nơi sắc nào, tức là tâm nương ở sắc nào thì đó là sắc ý vật. Nếu là tâm nương ở sắc nào thì đó là vật hay là sắc ý vật. Đang rút bằng đi xà giá. Chứ Đức Phật không có xác định là trái tim hay là bộ não gì đó, chứ Phật giải thích cho bạn tức là văn ru băng nít xà giá, tâm nương sắc nào đó là vật. Đó, Nguyễn Châu Nguyễn ghi ra là kìa. Văn ru băng nít xà giá. Gọn nhé, ghi câu gọn là tâm lương ở sắc nào thì đó là sắc vật. Được chưa? Nắm được hết chưa? Nắm được 6 cái bậc này chưa quý vị? Alo. Nắm được cho biết đi, đừng đi tiếp. Ok, sao thú không? Sao thú không? Quan hỷ không? Rồi, giờ tiếp theo. Vật phân theo cảnh giới. Vật phân theo cảnh giới. Phân theo cảnh giới.
Cảnh giới xuống dòng ha. Cảnh giới có ba. Cảnh giới có ba. Là gì quý vị? Cảnh giới có ba. Quá khứ hiện tại vị lai. Cảnh giới có ba. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chính xác, tiền ngũ đúng rồi. Cảnh giới có ba là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Sắc giới và vô sắc giới. Dục giới, sắc giới, rồi đúng không? Rồi xuống dòng, một là dục giới, hai chấm. Dục giới, hai chấm. Có đủ sáu vật, có đủ sáu vật. Có đủ sáu vật. Tức là ở cảnh giới thuộc cảnh dục giới đó, cảnh có liên hệ đến dục giới đó, thì nó có đủ cả sáu vật, à, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân lý vật, có đủ sáu vật không? Nhưng mà mở ngoặc cái đi, mở ngoặc cái nếu bị khiếm khuyết về mắt hay tai, vâng, à, thì có thể bị không có vật đó ha. Nếu bị khiếm khuyết do mắt hay tai thì không có cái đó, không có vật đó. Nếu bị khiếm khuyết do mắt hay là tai thì không có vật đó. Nhưng ý vật không thể thiếu. Đóng ngoặc lại cái này quan trọng ha. Ý vật thì không thể thiếu được. Nếu bị khiếm khuyết do mắt tai vân vân, nhưng ý vật không thể thiếu, tức là ở cõi dục giới thì ví dụ như mình nè, mình là sanh trong cõi dục giới nè, thì mình có đủ là nhãn vật, nhĩ vật, thiệt vật, thân vật, ý vật, mình có đủ hết. Nhưng mà nếu mà sanh ra mà bị mù thì mình mất đi cái nhãn vật, mình điếc thì mình mất đi cái nhĩ vật. À, thì đó, như vậy là nếu mà bị khiếm khuyết thì nó không có đủ, không có đủ sáu vật ha. Nhưng mà cái ý vật không thể thiếu được, bởi vì ý vật là cái mà để cho nó tâm nó nương, chỗ trú của tâm là nó không thể không có được. Cho nên cõi dục giới là phải có sắc ý vật, à, để cho tâm nó nương. Đó là điều cốt yếu là bắt buộc phải có. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần biết dục giới. Nói chung là cả sắc, nhưng mà nó có thể bị khiếm khuyết do những nghiệp quá khứ, sau đó xem ra bị đuôi bị mù, nó không có cái nhãn vật, hoặc là điếc thì không có cái nhĩ vật. Nhưng mà cái ý vật thì không thể không có, bắt buộc phải có. Đó là nói về cõi dục giới. Rồi số 2, cõi sắc giới hữu tưởng. Cõi sắc giới hữu tưởng, hai chấm. Có ba vật, có ba vật, nhãn vật, nhĩ vật và ý vật. Sắc giới hữu tưởng có ba vật, nhãn vật, nhĩ vật và ý vật. Bởi vì cõi sắc giới hữu tưởng, tức là cõi sắc giới có tưởng, tức là có tâm á. Cõi này là do những vị mà tu thiền sắc giới đạt được thiền và sanh về đây. Thì những vị này do sự nhàm chán về những cái căn như là tỷ thiệt thân, nên họ sanh ra không có ba căn đó, mà họ chỉ có nhãn căn và nhĩ căn, hoặc là nhãn vật và nhĩ vật, à, và ý vật là cái bắt buộc phải có. Vì như vậy cõi sắc giới hữu tưởng có ba vật là nhãn, nhĩ và ý vật, à, đó là cái khác cái cõi dục giới của mình. Cõi giới thì có được sáu vật, à, là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nhưng mà cõi sắc giới hữu tưởng là cõi những vị phạm thiên thiền á, những vị thiền sắc giới đó, sanh về làm phạm thiên thì ta không còn có tỷ, thiệt, thân, à, và chỉ còn có nhãn, nhĩ và ý vật thôi.
có ba căn thì ba và ba căn thì hoa, đó là điều mình cần phải nhớ, cần phải biết như vậy. Đó là sắc giới hữu tưởng, thứ hai là cõi sắc giới hữu tưởng, rồi xuống dòng gạch đầu dòng sắc giới vô tưởng. Hai chấm. Hữu tưởng là có tâm, hữu là có, tưởng là có tưởng, tưởng nói chung nói cách nói chung là cõi này là sắc giới hữu tưởng là có tâm. Bây giờ mình xuống dòng mình mới sắc sắc giới vô tưởng, gạch đầu dòng cái tiếp thì vẫn trong cõi sắc giới nhưng mà sắc giới vô tưởng. Hai chấm. Không có vật nào, không có vật nào không có tâm luôn, đúng rồi, không có vật nào không có tâm. Sắc giới vô tưởng tức là cõi này là cõi vô tưởng, là những vị tu thiền đắc thiền sanh sanh về cõi vô tưởng, các ngũ thiền sanh về cõi vô tưởng, do cái nguyện lực của họ nguyện hoặc chạm nhàm chán cái tâm thì sanh về cõi vô tưởng, là sanh về đó chỉ có sắc pháp chứ không có danh pháp, cho nên họ không có vật nào, họ chỉ sống mà do có cái sắc pháp, do có sắc mặt quyền để nó nuôi dưỡng sắc pháp rồi, cho nên sắc giới vô tưởng không có vật nào hết, tức là không có nhãn nhĩ tỷ để thân cái vật, mà không có gì hết, họ chỉ có phần sắc pháp vậy thôi. Đó là phần số 2 thuộc về phần sắc giới ha, nó có hai phần như vậy. Rồi số 3 là cõi vô sắc. Hai chấm, không có vật, vô cũng không có vật. Cõi vô sắc, không có vật. Tức là cõi phạm thiên vô sắc, cõi trời phạm thiên vô sắc giới. Thì những cõi này, không có vật, họ sống chỉ có tâm thôi. Họ chỉ có tâm chứ họ không có vật, tức là không có những cái nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, vĩ vật, họ không có những cái vật này, họ chỉ có danh pháp chứ không có sắc pháp, cho nên cõi vô sắc không có vật. Được chưa? Nắm được chưa? Thì ba cõi cái gì nắm khái lược gì được không? Nắm được không? Cho biết đi. Alo. Cô Nhật Quỳnh đâu rồi? Nãy giờ em luôn thấy tiếng tâm như thế rồi. Cô Meta rồi, hiểu không? Nắm được không? Alo, cô Trần Đạo, nắm được không? Được không? Dễ ạc không? Có gì không? Rồi, qua được chưa? Qua tiếp ha. Vô tưởng là không có tưởng, tức là không có tâm, tức là cõi nó không có tâm. Do những vị mà tu tập thiền, đắc thiền xong rồi ta nhàm chán cái tâm. Nguyện là sanh không không có tâm, thì do cái nguyện lực của họ vậy họ sanh lên là cõi trời, sẽ lên cõi trời vô tưởng, mà cõi trời vô tưởng mà không có tâm mà chỉ có sắc pháp thôi, sinh có sắc, giống như người ta nói tưởng tượng giống như là búp bê nằm đấy không có tâm, mà những vị này tuổi thọ cũng lâu lắm vậy, 500 kiếp trên cõi trời, 500 kiếp đó mà so với con người thì khủng khiếp luôn, nằm ở hoài chỗ khỏi lo lắng, khỏi suy tư, nằm yên, không lo lắng, không suy tư, không có worry, không có phiền não, nằm yên. Nhưng mà tới hết nghiệp này thì bột kia sanh trở lại, vậy thôi. Rồi, giờ là có vô tưởng thì mình biết là sắc pháp, thành ra không có cái bậc nào, không có căng cảnh gì đó, không có gì chuyện đó. Rồi tới tiếp theo là bắt đầu chúng ta đi vào cái phần tâm trú vật. Tâm trú vật. Phần này khó nè, phần này để ý chứ, tâm trú vật. Dòng có ba cách để chấm. Có ba cách một nhất định một nhất định định một nhất định
vào tâm trong cõi ngũ uẩn, tâm trong cõi ngũ uẩn. Quẩn. Và những cái tâm trong cõi ngũ uẩn là trú vật nhất định ha. Dòng gạch đầu dòng trú vật tương hai chấm, trú vật tương ứng hai chấm, ngũ song thức. Trú vật tương ứng hai chấm, ngũ song thức. Rồi, tức là trong cõi ngũ uẩn này đó, mình có là những cái vật đó, như nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật, đúng không? Trong ngũ uẩn thì nó có đủ sáu vật. Vì nắm được mà nhớ này không, nhớ lại cái nào. Trong cõi ngũ uẩn thì nó có đủ nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Thì giờ trú vật tương ứng á, là có ngũ song thức. Ngũ song thức là gì? Ngũ song thức là gì đây? Ngũ song thức là chi mô rượu. Là ngũ song là thức, đúng chưa? Ngũ song là thức. Nghĩ lên coi, alo. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân mà thiện bất thiện là ngũ song thức, đúng không? Rồi nắm được nha, nắm được ha, ngũ song thức. Tại sao ngũ song thức được gọi là trú vật tương ứng? Ngũ song thức trú vật tương ứng tức là nhãn thức thì nó trú vật gì? Nhãn thức thì trú vật gì quý vị? Nhãn thức trú nhãn vật à, thành ra được gọi là trú vật tương ưng với nó. Tức là nhãn thức thì chỉ có trú được nhãn vật, đúng chưa? Nhĩ thức thì trú gì đây? Nhĩ vật, đúng rồi. Xa thấu. Tỷ thức. Tỷ vật, rồi thiệt thức, thiệt vật, rồi xa hơn, rồi thân thức và trú, thân thức, thân vật. À, rồi như vậy là mỗi một đôi thức nó trú vật tương ứng với nó à, cho nên được gọi là trong 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 cõi ngũ uẩn, tâm trong cõi ngũ uẩn thì năm cái sân thức này nó trú theo từng vật tương ứng một cách nhất định à, tức là trú nhất định chứ không có bất định à, tức là hệ nhãn thức là phải trú ở nhãn vật, nhĩ thức là phải trú ở nhĩ vật, tỷ thức là phải trú ở tỷ vật, thiệt thức là phải trú ở thiệt vật và thân thức là phải trú ở thân vật à, chứ nó không thể trú lộn xộn được à, cho nên mình phải biết rõ là trong cái cõi ngũ uẩn này à, biết là trú cảnh nhất định đó, trú cái trú vật nhất định đó. À, thứ nhất là chúng ta có là trú vật trong tương ứng của nó là ngũ song thức, đúng chưa? Nắm được không? Nắm được này chưa? Nắm được cái này chưa? Mới đi tiếp được nha. Được không? Dễ ợt ha. Qua được ha. Rồi, qua phà luôn. Qua luôn. Rồi, xuống dòng. Gạch đầu dòng. Cái. Này, Châu ghi lại chưa? Ghi lại đàng hoàng đi. Ghi lại ha. Rồi, ghi rồi. Ok. Rồi, xuống dòng. Gạch đầu dòng nữa. Trú sắc y vật. Trú sắc y vật. Hai chấm. Có 25 tâm trú sắc ý vật hai chấm,
25 tâm. À, tức là 25 tâm này trú ở sắc ý vật nhất định, thuộc về khỏi, tức là trú sắc ý vật nhất định, tức là 25 tâm này. Tại vì hai tâm sân, giờ đi là hai tâm sân. Rồi, xuống cái nữa là ba ý giới. Dòng ba tâm quan sát, ba tâm quan sát, dòng tiếu sinh tâm, tiếu sinh tâm. Dòng 15 tâm sắc giới, 15 tâm sắc giới. Dòng tâm sơ đạo, tâm sơ đạo. Cộng là đúng không quý vị? Trú sắc y vật nhất định có 25 tâm, tức là trú sắc y vật nhất định là 2 tâm sân nè, 3 giới là 5, 3 quan sát là 8, tinh tế là 9, 9, 10, 15 là bao nhiêu? 34, ý à, đủ chưa? Em làm là đủ không? Em lo làm đủ rồi, tính một thôi, tính một thôi cho nó gọn, chứ mà tính kia nhiều rắc rối, được chưa? Rồi bây giờ mình tính gọn là mình có được 25 tâm trú ở sắc ký vật nhất định trong cõi ngũ uẩn. Nắm được ý này trước chưa ha? Nắm được ha? Tức là nãy trú những cái vật tương ứng, tức là trú về cái năm vật trước là ngũ sanh thức là nhất định. Rồi bây giờ tới sắc ký vật, nãy giờ năm thức là năm vật kia thiếu sắc ký vật. Thì giờ tới trú sắc y vật thì mình có 25 tâm, 2 tâm sân, 3 ý giới, 3 quan sát, 1 tâm sinh tiếu, 15 sắc giới và 1 tâm sơ đạo. Vậy mình có 25 tâm. Rồi bây giờ mình lôi hai sân xuống mình nói chuyện ha. 2 tâm sân, tại sao nó trú sắc y vật nhất định ở trong cõi ngũ uẩn? 2 tâm sân nó trú sắc y vật nhất định ở trong cõi ngũ uẩn nè, tâm trong cõi ngũ uẩn, em đã ghi ha, trong cõi ngũ uẩn nè, ngoài nhớ trong cõi ngũ uẩn nha. Và hai tâm sân này nó trú ở sắc ký vật trong cõi ngũ uẩn, bởi vì hai tâm sân này không thể có mặt trong các cõi khác, không có mặt trong các cõi giới và vô sắc giới. Những cõi này, những cõi thiền, những cõi mà không có tâm sân, cho nên hai tâm sân không có các cõi sắc giới và vô sắc giới. Do vì lý do đó hai tâm sân chỉ trú ở cõi ngũ uẩn thôi, chứ không có thể trú trên cõi sắc giới hay vô sắc giới được, là trú ở cõi dục giới, cõi ngũ uẩn. Cho nên hai tâm sân được biết là trú ở sắc ý vật nhất định trong cõi ngũ uẩn. Nắm được chưa? Quý vị ghi note ra nha, tự mình ghi đọc này, nói là ghi là giảng ghi đây ha. Hai tâm sân nó có cái quan trọng gì đó, nó không có mặt trong cõi sắc giới vô sắc giới. Bởi vì cõi này cõi phạm thiên mà, cõi phạm thiên thì không có sân, không có tâm sân đó. Những vị đó tu về tâm từ, tu về bi hỷ xả, tu tứ vô lượng tâm, những thiền định là kia, họ không có tâm sân sanh khởi trên đó. Cho nên hai tâm sân không có mặt trên đó, mà chỉ có mặt trong cái cõi dục giới, cõi ngũ uẩn mình thôi. Con đẹp nhìn xấu. Ở chưa, nắm được hai tâm sân chưa? Hai tâm sân này mình phải biết khi mà quý vị mà thể mà sanh về cõi đó là mình không có sân, mình không có sân thì mình đẹp. Nếu như người không sân thì người phải đẹp,
Người nào có sân người đó xấu, người nào có ganh tị người đó xấu, người nào có bỏng sẻ người đó xấu. Bây giờ ai còn có sân đặt lẫn thôi thì người đó là người xấu, đúng chưa? Vậy có ai dám tự xưng là mình là người đẹp không ta? Ai dám xưng mình là người đẹp không? Xấu hả? Xấu hả? Đẹp một xíu. Rồi, xấu hết ha, vậy là xấu hết. Rồi, như vậy hai tâm sân là mình nắm chắc cú là nó biết nó trú ở trong cõi ngũ quẩn, là trong trong sắc ý vật là nhất định. À, nó trú nhất định là sắc ý vật trong cõi ngũ quẩn. Bởi vì là cõi sắc giới và sắc giới không có. À, rồi chưa? Nắm được chưa? Cho biết đi. Alo. Nốt xong chưa quý vị? Nốt tự nốt xong chưa? Đó, ha. Rồi bây giờ bài giới xuống. Bài giới, bài giới thì sao? Bài giới là gồm gì đây? Bài giới là gồm cái chi? Hai tiếp thâu kháng ngũ môn, đúng rồi, được gọi là ba ý giới. Ba ý giới này nó nương ở sắc ý vật và ở trong cõi ngũ uẩn. Cõi sắc giới, cõi vô sắc thì nó cũng không có luôn, bởi vì nó nằm trong cái thuộc về cõi dục giới, cõi ngũ uẩn, nương nơi ý vật và nó nằm trong lộ ngũ. Tức là khi mà năm cảnh nó xuất hiện, một trong những năm cảnh xuất hiện thì ba cái giới này nó đưa theo đó, nó phát sinh, nó thuộc về lộ ngũ môn, cho nên không có trong cái sắc giới vật giới. Cho nên trong tâm, trong cõi ngũ uẩn thì ba ý giới này trú nơi sắc ý vật nhất định. Cho nên như vậy, mà vì sao, lý do tại sao ba ý giới trú trong cõi ngũ uẩn mà nhất định là như vậy, trong cái sắc ý vật. Chưa? Nắm được chưa? Trú sắc ý vật trong cõi ngũ uẩn nhất định. Bảy giới. Kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn là khi mà cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh vị, vị xúc sanh khởi thì kháng ngũ môn sanh khởi. Để mà nương theo những cái vật đó, nương theo những cái cảnh đó, thì nó nằm ở trong thuộc về dục giới, thuộc dục giới, tức là thuộc về cõi ngũ uẩn, cho nên nó chỉ trú ở sắc ý vật của thuộc về cõi ngũ uẩn. Còn lên sắc giới thì chỉ là lưu ý thôi, nó thuộc sống bằng ý thiền, nó không có cảnh như kiểu mà dục giới này, cho nên bảy giới này không có, và không có trú nhất định được, nên trú ở sắc ý vật, trú ở cõi ngũ uẩn là nhất định. Trú sắc ý vật còn ngũ uẩn là nhất định, chứ không có kiểu mà bất định được, mà trú nhất định là còn ngũ uẩn là trú nhất định. Được chưa? Rồi tới ba tâm quan sát kiểu vậy, quan sát cũng là quan sát cảnh, trú ở sắc ý vật trong còn ngũ uẩn cũng nhất định luôn, cũng giống như ba giới luôn, nó cũng trú nhất định, nó nương tay là sắc tình khi bị xúc phát sanh, trú nơi sắc ý vật để nó biết bắt được cảnh nhất định của nó là trong cõi ngũ uẩn nhất định. Thì như vậy ba tâm quan sát cũng trú nơi sắc ý vật nhất định. Chưa? Trú nhất định nha, trú nhất định là ba giới, ba tâm quan sát luôn, và tâm sinh tiếu cũng vậy luôn, cũng trú ở ý vật nhất định, thuộc về cõi ngũ uẩn, thì tâm sinh tiếu gọi là cũng phải thuộc về cõi ngũ uẩn, vì đương qua thấy nghe nghe lại là để mà phát sanh tâm sinh tiếu ha, thuộc về cõi ngũ uẩn, trú sắc ý vật nhất định. Được chưa?
Lo xong chưa? Nắm được chưa? Rồi đi tiếp. Làm chép phải không? Ok. Tức là hồi nãy này hiểu là tất cả những tâm nào trú ở trong cõi ngũ uẩn á, thì những tâm đó là trú vật nhất định, mọi trú những cái vật đó nhất định là trong cõi ngũ uẩn. À, đúng rồi, chỉ còn ngũ uẩn nha, còn ngũ uẩn khỏi có năm uẩn. Được chưa? Nắm được chưa? Rồi tới 15 tâm sắc giới. 15 tâm sắc giới. Và 15 tâm gì quý vị? Là 15 tâm này thuộc về 15 tâm sắc giới là 15 tâm thiền sắc giới. 15 tâm giới. Tại vì đâu kể nghe coi. Alo. Rồi, đúng rồi, là 15 tâm sắc giới. À, thì trong cái cõi ngũ uẩn này, 15 tâm sắc giới, nó cũng trú sắc với vật nhất định luôn. Nó trú sắc với vật nhất định, là nó không phải là vô sắc, thành ra nó có cái sắc với vật. Cho nên 15 tâm sắc giới cũng trú sắc với vật nhất định. Rồi, tới tâm sơ đạo. Tâm sơ đạo tại sao mà trú sắc với vật nhất định? Bởi vì người mà đắc sơ đạo đó là phải do nghe mới đắc được. À, sơ đạo là phải nghe mới đắc được, là do thinh văn mới đắc được sơ đạo. Mà muốn nghe, muốn đắc được nghe, nghe thì phải có gì? Phải có nằm trong thuộc về năm uẩn, và ngũ uẩn, tức là phải có lỗ nhĩ mới nghe được. À, phải có nhĩ là phải thuộc về nằm trong cõi ngũ uẩn. Thì tâm sơ đạo là do nghe nên chỉ có cõi ngũ uẩn, cho nên biết nó trú nó sắc cái vật trong cõi ngũ uẩn nhất định. Lý do tại sao tâm sơ đạo là trú ở sắc cái vật nhất định trong cõi ngũ uẩn là như vậy. Thì những tâm nào trong cõi ngũ uẩn có là những cái tâm đó là nhất định trú ở sắc cái vật, hoặc là trú ở trong năm vật tương ưng với năm thức. Được chưa? Cái này có gì rắc rối không? Alo. Alo, 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 alo. Được chưa? Nắm về cái phần cõi ngũ uẩn chưa? Cõi ngũ uẩn là gồm có gì? Cõi có năm uẩn. Cõi có năm uẩn. Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức uẩn. Là năm uẩn, đúng chưa? Thì giờ cõi dục giới có năm uẩn không? Alo. Nói lại, lặp lại, cõi dục giới có năm uẩn không? Có, rồi, cõi sắc giới có năm uẩn không? Cõi sắc giới có năm uẩn không? Có luôn, thì như vậy những cõi là tâm nào trong cõi ngũ uẩn thì tâm đó trú vật nhất định.
phải có vật nào trú, có là những cái gọi đó là năm quẩn mà nó có vật, có đầy đủ vật à, thì cho nên được gọi là trong tâm, trong cõi ngũ quẩn thì trú vật là nhất định à, một là năm vật tương ưng với ngũ sanh thức, hai là sắc với vật à, là cái câu mình dễ nắm, là mình dễ nắm vấn đề nhất ha, tức là những cái tâm nào mà chỉ có trong ngũ quẩn thì những tâm ấy trú nơi vật đó là nhất định. Lặp lại 25 tâm ngũ sanh thức là biết rồi không, ngũ sanh thức là nương nơi năm vật nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là biết rồi không. Bây giờ sắc với vật, nãy giờ là giờ là năm cái vật kia, bây giờ tới nó sắc với vật thì mình có 25 tâm, thì hai tâm sân trú ở sắc ý vật nhất định, bởi vì nó không có mặt trong cõi vô sắc à, nó không có mặt trong cõi vô sắc à, những cõi phạm thiên vô sắc không có mặt, cho nên hai tâm sân này trú ở sắc ý vật nhất định, cõi sắc giới vô sắc giới, hai tâm sân này nó trú ở sắc ý vật nhất định, bởi vì nó không có những cái cõi phạm thiên là một. Rồi ba ý giới hay ba tâm quan sát thì nó nằm ở trong cái thuộc về lộ ngũ môn à, tức là nó thuộc về, nó liên hệ đến cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và ngay cả cảnh pháp luôn. Thì ba cái tâm quan sát ấy, hoặc là ba ý giới này á, nó bắt những cái cảnh mà có liên hệ đến cả về sáu căn, sáu vật à, thành ra trong cõi ngũ quẩn thì sắc với vật này, ba sáu cái loại tâm này nó nương trú ở sắc với vật nhất định luôn, bởi vì nó nằm trong cái nhóm của thuộc về cõi ngũ quẩn, là những loại tâm có trong cõi ngũ quẩn. Ba ý giới, ba tâm quan sát là có luôn à. Rồi tâm sinh tiếu vậy cũng là thuộc về cõi ngũ quẩn, tức là phải có đủ năm quẩn thì tâm sinh tiếu nó mới sanh khởi được à, cho nên tâm sinh tiếu này nó mới nương trú ở sắc duy vật một cách nhất định luôn. Rồi 15 tâm sắc giới thì cũng nằm trong năm quẩn à, cũng thuộc về cõi ngũ quẩn, là nương ở sắc duy vật nhất định. Rồi tâm sơ đạo, đắc đạo phải có nghe mới đắc được, là cho nên cũng phải nương ở cõi ngũ quẩn, phải thuộc về cõi ngũ quẩn và nương ở trú ở sắc ý vật nhất định cho nghe à, cho nên trong cõi ngũ quẩn, tâm nào có trong cõi ngũ quẩn á, thì những tâm đó trú nơi vật nhất định à, là ý nghĩa mà chúng ta cần phải nắm được. Hiểu không ạ, quý vị hiểu không? Rối não à. Giờ từ từ, nó lại từ từ. Bây giờ tâm trong cõi ngũ ẩn à, phải trú ở vật nhất định. Ghi lại đó, tâm trong cõi ngũ quẩn trú nơi vật là nhất định. Ghi cái tựa lại ra đây cho nó chắc cú. Rồi gọn gọn. Trú vật nhất định. Rồi xuống vào, xuống dòng ha. Ngũ sanh thức, ngũ sanh thức trú vật tương ứng với nó. Ngũ sanh thức trú vật tương ứng với nó, làm ghi ra vậy để mình dễ thấy ha. Ngũ sanh thức trú vật tương ứng với nó, ví dụ như nhãn thức thì trú ở nhãn vật chắc chắn nhất định là vậy chứ không có chạy đâu đó. Nhĩ thức thì trú ở nhĩ vật, tỷ thức thì trú ở tỷ vật, thiệt thức thì trú ở thiệt vật, và thân thức thì trú ở thân vật. Thì như vậy ngũ sanh thức này nó trú trong năm vật nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, đúng chưa à, là trú là chắc chắn là nhất định đó. Rồi năm vật nó xong rồi, còn thiếu cái vật nữa là vật sắc với vật. Thì bây giờ 25 tâm trú sắc với vật nhất định, 25 tâm ghi đi, 25 tâm trú sắc với vật nhất định.
Dạ, hai tâm sân, trụ sắc y vật. Hai tâm sân, trụ sắc y vật. Bởi vì hai tâm sân này không có mặt trên các cõi phạm thiên, sắc giới, vô sắc giới. À, hai tâm sân, cho nên hai tâm sân này nó trú ở sắc y vật. À, nó chỉ có mặt trong cõi dục giới, mà cõi dục giới thì có đủ ngũ uẩn. À, thì như vậy hai tâm sân trú ở sắc cái vật nhất định, được chưa? Hai tâm sân trú ở sắc cái vật nhất định, sắc vật nhất định, được chưa? Rồi ba ý giới cũng trú sắc cái vật nhất định, ba ý giới, căn môn, hai tâm tiếp thâu trú ở sắc cái vật nhất định. Ba ý giới trú ở sắc ý vật nhất định. Bởi vì sao? Bởi ba ý giới này nó có liên hệ đến sáu căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, hay là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật. Nó có liên hệ đến như vấn đề đó. Và trong lộ trình tâm của nó thì nó sanh lên trong cái lộ ngũ, gọi là lộ ngũ môn. À, cho nên chính vì cho đó nó là những loại tâm nằm trong cõi ngũ uẩn, những cái tâm trong cõi ngũ uẩn. Cho nên những ba cái loại tâm này nó trú ở nơi sắc khí vật nhất định. Nắm được chưa? Nó thuộc về cõi ngũ uẩn, ba cái này thuộc về nằm trong cõi ngũ uẩn mà. Bởi vì nó phát sanh lên, ví dụ như là cảnh sắc đến, là trú cảnh sắc đến thì nó phải sanh lên để nó mở đường cho nhãn thức sanh lên, à, thì nó là thuộc về cõi ngũ uẩn. À, cho nên ba cái ý giới này, à, nó trú ở sắc ý vật nhất định, bởi vì nó nằm trong cõi ngũ uẩn, à, tâm nó thuộc về trong cõi ngũ uẩn. Hiểu chưa? Alo, nắm được chưa? Ví dụ như âm thanh nó sanh lên, à, thì âm thanh nó xúc chạm vô cái thần kinh nhĩ, thuộc về nhĩ vật. À, nhưng mà trước khi thần kinh trước khi mà nhĩ thức sanh khởi thì kháng ngũ môn sanh lên. À, cho nên vấn đề đó thì cái ý giới này kháng ngũ môn sanh lên, nó nương trú ở sắc nhĩ vật. À, nó làm phần sự là mở đường cho nhĩ thức sanh khởi. À, cho nên kháng ngũ môn là trú ở sắc khí vật nhất định. Rồi hai tiếp thâu cũng vậy, à, do cảnh nó vô trong lộ ngũ thì phát sanh hai giới này, à, lên ba giới này, thành ra nó trú ở sắc khí vật nhất định. À, chứ là nếu mà không có sắc khí vật thì không có ba giới này, nên ba giới này phải có sắc khí vật để nó trú, nên được gọi là trú sắc khí vật nhất định trong cõi ngũ uẩn. Được chưa? Alo. Rồi hệ ba ý giới là tiếp thâu thì ba tâm quan sát cũng dễ thôi. À, ba tâm quan sát là tâm từ cái tiếp thâu nó chuyển qua tâm quan sát để quan sát cái cảnh đó. À, thì ba tâm quan sát này cũng trú ở sắc cái vật, do nó có mặt trong cõi ngũ uẩn, cái tâm sanh trong cõi ngũ uẩn. À, bây giờ lên cõi vô sắc thì nó đâu có mấy cái tâm này. Cõi vô sắc thì không có tâm quan sát, không có ý giới. À, cõi vô sắc không có mấy cái này. À, cho nên ba cái tâm quan sát này cũng trú sắc y vật nhất định. Rồi tâm sinh tiếu cũng vậy, tâm ưng cúng vi tiếu cũng vậy, à, cũng nương nơi trú nơi sắc y vật nhất định. À, do thấy do nghe phát sanh tâm sinh tiếu, à, trú nơi sắc y vật nhất định.
Được chưa? Tâm sinh tế chưa? Tâm sinh tế là ân cúng vì tế mà. Trú ở sắc vi vật nhất định. Bởi vì tâm sinh tế này có mặt trong cõi ngũ uẩn, trong cõi vô sắc, là cõi vô sắc thì không thể có tâm sinh tế. Rồi tới 15 tâm sắc giới. 15 tâm sắc giới nó nằm trong cõi gì quý vị? Ngũ uẩn có không? 15 tâm sắc giới có mặt trong cõi ngũ uẩn không? 15 tâm sắc giới có à, thì như vậy nó có mặt trong ngũ uẩn thì nó nương nơi sắc ý vật là chắc chắn là có, bởi vì trong ngũ uẩn thì nó có ý vật. À, thì 15 tâm sắc giới này nương nơi sắc ý vật chắc chắn nhất định. Rồi, để hiểu à, giờ nó vòng vào vòng vòng lắm, nó ra ha, ra vấn đề dễ hiểu chút ha. 15 tâm sắc giới là thuộc có mặt trong cõi ngũ uẩn à, thì nương nơi sắc ý vật nhất định. Được chưa? À, lâu ghi sao lâu vậy? 15 năm sắc giới nó mất tiêu rồi. Cô thư ký hôm nay buồn ngủ rồi. Sắc y vật nhất định, sắc y vật ngủ định. Sắc y vật. Sắc y vật. Buồn ngủ rồi, sắc y vật ngủ luôn. Rồi, tới tâm sơ đạo. Cái cuối cùng là tâm sơ đạo. Là do nghe nên mới chứng được tâm sơ đạo, là muốn có nghe được thì phải nằm trong cõi ngũ uẩn, đúng không quý vị? Phải có mặt trong cõi ngũ uẩn, tâm sơ đạo có trong cõi ngũ uẩn thì như vậy tâm sơ đạo trú ở sắc cái vật cũng nhất định luôn. Được chưa? Tâm sơ đạo chưa? Rồi tổng cộng mình có nhiều tâm đây, tổng cộng là biết nhất định đó, có mặt nha, trú vật nhất định đó. Thì mình có là 30 tâm, 25 tâm với ngũ sân thức lấy 5 thôi, ngũ sân thức là 5 là 30 à, thì mình đến 10 thành ra 35 à, nếu lấy 5 thì là 30 à, thì có 35 đi cho nó đủ đủ 35 tâm. Rồi như vậy là chúng ta có những loại tâm trong cõi ngũ uẩn là trú vật nhất định, là tâm trong cõi ngũ uẩn trú vật nhất định à, là công thức và 25 tâm trú trong năm vật và sắc ý vật à, như vậy là chúng ta mới học được cái thứ nhất rồi à, thứ nhất là còn mấy phần kia các mình xa học à, thì thấy là tới đây là muốn liệt lỗi muốn thổ quả cho ma này. Rồi, ok, tới đây ngưng ha, tới đây ngưng, đừng sao nhắc cái học tiếp, tới nhất định là đừng sao học tiếp không. Đơ, tới đây đơ cái cuốn lại. Rồi, tới đây ngưng đúng hết giờ luôn nè, đúng là 7 giờ mấy này, 6 giờ mấy Việt Nam nè. Rồi, như vậy hôm nay là mình học. Tới đây hôm nay mình học được cái bài hơi khó chứ ha. Cái ráng từ thấm từ cháu nó cũng nhừ rồi. Hôm nay do tôi quý báo mà chúng ta được học vi pháp hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn đừng bao giờ rơi vào bốn đường ác đạo và sớm thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thái. Và nam mô tha giá, nam mô tham ma giá, nam mô sa ma giá. Rồi xin mời MC.
Nhật Quỳnh xin sám hối với đạo tràng. Đường nét tới giờ chót cho Nhật Quỳnh té đùng 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 đùng, nên nó bị rất là chậm trễ. Kính mong đạo tràng hoan hỷ cho. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, đây Nhật Quỳnh. Dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Nguyên Kinh đã từ bi hoan hỷ chỉ dạy bài học ngày hôm nay. À, nhất là có đám học trò dốt như Nhật Quỳnh. Không biết trong này được mấy người dốt như Nhật Quỳnh nha quý vị. Niệm Từ có dốt không? Niệm Từ. Nhật Quỳnh thấy Nhật Quỳnh dốt quá. Dạ. Đã dốt thì chớ mà còn bị té nữa chứ. Dạ. Té tới, té lui. Dạ. Nên xin sám hối với đạo tràng. Có Thiện Vũ nữa hả? Thiện Vũ giỏi hơn Nhật Quỳnh nhiều. Dạ. Dạ. Nó một cái thai giá. Dạ. Nói chung là học cái di pháp đã khó rồi mà nó còn té nữa, thành ra nó điên cái đầu. Dạ thôi, bây giờ Quỳnh Kinh đã chúc phúc cái đạo tràng rồi. À, một lần nữa Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng cảm ơn Quỳnh Kinh rất là nhiều. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị sám hối sau khi mình thính pháp. Phải nói là mình có nhiều điều phạm lỗi với Tam Bảo nên mình phải sám hối rồi mới hồi hướng phước đâu quý vị ha. Bây giờ thì Quỳnh Kinh có chúc phúc lần nữa không? Nhật Quỳnh sám hối xong rồi Quỳnh Kinh có chúc phúc không? Hay là nó thôi chúc phúc rồi, không chúc phúc nữa, bây giờ trong đạo tràng khỏi phải không? Dạ, trong đạo tràng không còn một vị sư nào hết. Nên Quỳnh có chúc phúc thì Nhật Quỳnh mời thỉnh Quỳnh lên. Còn khỏi thì Nhật Quỳnh xin phép được hồi hướng luôn. Dạ, cảm ơn Quỳnh rất là nhiều. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng giải Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Bụt tâm ăn ghê nà quạnh đê tăng ba đập hẳn xung và ruột tâm ăn bụt thể vô cà lì tổ đô sơ bụt thô khả mặt tụ tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dễ chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh các tội lỗi mà có vô ý đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Vượt tầm ăn ghê nào quạnh đê hăng thẩm anh cho được vì thăng và răng. Thầm mê dô khá đi tô đổ sâu thầm mơ. Thầm mà tự tăng mà măng.